Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Tại chùa Viên Giác, Tổ Đình, chúng ta long trọng đón xuân bằng cái sự cúng dường đến chư Tăng và quý tu nữ. Hôm nay rất hoan hỷ là chư Tăng tu nữ có khoảng 70 vị, mặc dù Phật tử ít hơn ở bên chùa Siêu Lý hôm qua, nhưng mà mục đích của chúng ta là tập hợp về để Phật tử làm phước và đồng thời chúng ta nghe pháp. Và trong cái dịp đầu năm á, thì chúng ta đi đến chùa để chúng ta vừa làm phước cúng dường mà chúng ta vừa nghe pháp, thì như vậy là chúng ta gặt hái những cái công đức, những cái phước báo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe pháp cho đến 10:15. 10 giờ cho đến 10 giờ chúng ta chuẩn bị để chúng ta cúng dường được rồi. Trước khi chúng ta nghe pháp, chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý để lễ Phật. Thamma savanaka loyam padanta, thamma savanaka loyam padanta, thamma savanaka loyam padanta. Lukasana thang varamutama hang putthang cha thamman cha panama mi sangkhang. Đệ tử xin thành kính đại lễ Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian, những người có niềm tin thực hành theo chánh pháp sẽ thành tựu lợi ích an lạc đời này đời sau và giải thoát. Nguyện hồng ân Tam Bảo, quy lực Đức Phật, quy lực giáo pháp, quy lực tăng chúng, xin hãy hộ trì đến toàn thể chư tăng, quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt hôm nay. Mong cho tất cả được hưởng một mùa xuân an lạc và suốt cả năm được an vui thịnh vượng, thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, người ta khi mà thấy Phật tử trong những ngày xuân, ngày Tết rủ nhau đưa đến chùa ngày này qua ngày nọ, người ta tự hỏi rằng có cái niềm vui gì làm cái động lực thúc đẩy mà chúng ta, những người Phật tử đi chùa làm phước đặt bát như vậy, nghe pháp như vậy. Ở đây thưa quý vị, chúng ta có được cái niềm vui ở trong pháp, chúng ta mới hoan hỷ để chúng ta đi làm phước. Hôm nay sư sẽ thuyết về hai câu Phật ngôn pháp cú
mà Đức Phật đã dạy ở trong ba bát quốc á, là cái phẩm ác Pháp Cú Kinh. Đức Phật này đã dạy rằng bà băng chê puriso cái dừa ra đã tăng cái dừa ra thác của nó phù năng nà tâm hi chan đăng cái dừa ra thác đục khổ phù nhá sa u chà vô. Nếu người đã làm ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, tất ác tất đau khổ. Và câu pháp cú kế tiếp Đức Phật dạy rằng pu nhân chê puriso khi dơ ra, khi dơ ra thì tăng bù nắp bù năng tâm hi chan đăng khi dơ ra thác sukho pu nhá sa u chà vô. Nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tích thiện tất an lạc. Ý nghĩa của hai câu pháp cú này là Đức Phật ngài dạy rằng nếu đã lỡ làm cái điều xấu, điều quấy, điều ác, sau đó tâm có sự rai rứt và nhận biết rằng đây là một điều không nên làm thì nên dừng lại chứ đừng có tiếp tục làm nữa. Vì rằng chất chứa cái điều ác thì nó sẽ đưa đến cái sự đau khổ. Cái câu pháp cú thứ nhất Đức Phật đã dạy như vậy. Còn cái câu pháp cú thứ hai thì Đức Phật đã dạy nếu người đã làm phước thì phải tiếp tục làm thêm cái việc phước đó, lặp đi lặp lại và luôn luôn ước muốn trong cái điều thiện, bởi vì tích thiện tất an lạc. Điều này chúng ta cần phải hiểu rằng giống như khi mà chúng ta ăn những cái thức ăn mà chúng ta có cảm giác là bị nóng ở trong người hay là bị dị ứng bởi cái thức ăn đó thì chúng ta cần phải dừng lại chứ đừng có tiếp tục ăn nữa. Bởi vì chúng ta ăn hoài như vậy thì chúng ta sẽ sanh bệnh. Và có đôi khi cái điều ác mà chúng ta làm đó khi mà nó chưa có kết quả thì chúng ta cảm thấy là ngọt ngào, bởi vì chúng sanh mới say mê trong cái việc ác. Bởi vì khi mà họ làm điều ác, nếu mà họ thấy cái quả khổ nhãn tiền thì họ đã dừng lại. Còn đằng này họ chưa thấy được cái quả khổ cho nên họ mới bắt đầu họ say mê, họ đắm nhiễm, họ tiếp tục làm các việc ác. Đó là điều mà sẽ đưa đến cho họ một cái sự đau khổ ở trong tương lai. Nếu mà chúng ta nói đến điều ác khi định nghĩa chữ papa thì chúng ta nên hiểu rằng tất cả ác bất thiện pháp, tham sân si, mạng nghi tà kiến, hôn trầm thủy miên, hoài nghi, phóng dật đều gọi là pháp ác cả.
Bởi vì chữ papa nó có hai nghĩa. Nếu cái nghĩa danh từ thì chữ papa có nghĩa là xấu, là quấy. Còn cái nghĩa danh từ thì có nghĩa là điều ác. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái chữ ác á, thì thường người ta có một cái quan điểm là cái gì mà độc hại, đưa đến khổ đau cho người khác, làm cho người khác phải bị quằn quại do cái hành vi lời nói của mình, thì như vậy mới gọi là ác. Chứ họ không nghĩ rằng khi mà tâm của chúng sanh khởi lên một cái sự ham muốn đắm nhiễm, khởi lên cái sự nóng nảy bực bội, hoặc là bị hôn trầm thủy miên, tức là giả dự buồn ngủ, hoặc là tâm phóng dật không có định tĩnh, họ không có nghĩ rằng đó là điều ác. Thì bây giờ chúng ta phải định nghĩa lại cái chữ papa nó có hai nghĩa. Ba băng akusalang, nếu mà xài cái nghĩa ác bất thiện pháp thì chúng ta phải hiểu rằng cái chữ ác đó, trong cái chữ Hán, chữ ác có nghĩa là xấu, là chữ papa. Còn khi mà chúng ta nói đến những cái việc ác như là thân ác, khẩu ác, ý ác, thì trường hợp đó chữ ác này nó có nghĩa là một cái điều độc hại, nó ảnh hưởng, đem đến cái sự đau khổ cho chúng sanh. Mà trong cả hai cái điều đó chúng ta định nghĩa được cho cái bài kệ này cả. Ở đây thưa quý vị, người tu tập là luôn luôn chúng ta phải tự cảnh tỉnh, tức là chúng ta biết rõ cái điều nào là quấy, papa, điều nào là xấu, papa, và điều nào là ác, papa. Mà chúng ta đã có rồi thì chúng ta cũng nên dừng lại, chớ tiếp tục làm thêm. Devadatta là một vị tỳ kheo phản đồ của Đức Phật. Mặc dù trong cái thời gian đầu, Devadatta đã tu hành nỗ lực đắc được thiền và có thần thông, nhưng mà sau đó Devadatta vì cái lòng tham vọng muốn sánh ngang bằng với Đức Phật, muốn được mọi người lễ bái cúng dường và muốn được uy tín ở trong tăng chúng, nên Devadatta đã xin Đức Phật cho nắm quyền tăng chúng, mà Đức Phật ngài không chấp nhận. Rồi Devadatta đã cấu kết với vua Asathế Achatasattu để thái tử Asathế giết cha là vua Bimbisara và lên ngôi. Khi đã làm vua rồi thì Devadatta hiển nhiên là được cái sự chống lưng của vua Asathế, và Devadatta đã mượn lính của vua Asathế ba nhóm để thích khách Đức Phật nhưng mà bất thành. Rồi Devadatta đã tự mình leo lên núi với Chakuta, núi Linh Thú,
để lăn đá xuống con đường đi kinh hành của Đức Phật, giết chết Đức Phật, nhưng cũng không thành công. Rồi đi qua đánh tá tiếp tục gây tạo nghiệp ác, là mượn voi chiến của vua là vua Nalagiri phục chuốc rượu cho nó say, rồi thả nó đi trên đường, đi rong ở trên đường mà Đức Phật này đang đi kinh, đang đi khất thực, để dẫm đạp Đức Phật, nhưng mà vẫn không thể giết hại Đức Phật. Đức Phật ngài dùng tâm từ để ngài cảm hóa được vua Nalagiri. Cuối cùng đi qua Đa Tá đã đi tuyên truyền về năm cái hạnh tu mà ông ta đã yêu cầu Đức Phật chế định giới luật cho chúng tỳ kheo, và Đức Thế Tôn ngài không có chấp nhận những cái điều khoản đó, cho nên Đề Quan Đa Tá nhân cái cớ này mới chia rẽ tăng, từ cái tội lỗi này đến cái tội lỗi khác. Đề Quan Đa Tá chỉ vì tham vọng mà tạo nên những ác nghiệp như vậy. Cuối cùng Đề Quan Đa Tá bị đất nứt và rút sanh xuống địa ngục A Tỳ. Cho nên cái việc ác mà chúng ta cứ tiếp tục làm thì nó càng làm cho chúng ta bị tổn giảm, bị đau khổ. Vì vậy cho nên cái việc tu tập là chúng ta cần phải rửa những cái phiền não ác pháp, đừng để cho nó tiếp tục, nó hoành hành, nó tấn công chúng ta. Nhiều khi đó, thưa quý vị, chúng ta đi ra ngoài nắng hoặc là chúng ta đi ra ngoài sương, chúng ta bị cảm, rồi chúng ta không có uống thuốc, không có trị, chúng ta để lướt qua, thì cái cảm mạo mà nó lướt qua nhiều ngày như vậy đó, thì đến cuối cùng nó quật ngã chúng ta. Điều này chúng tôi đã bị rồi. Cho nên ở đây đó, y như là cái việc ác chúng ta, cái việc xấu mà chúng ta khởi tâm làm, luôn luôn lúc nào cũng vậy. Nếu mà chúng ta đã lỡ làm rồi thì chúng ta nên dừng lại, chớ cứ tiếp tục làm thêm. Và nhất là chúng ta đừng bao giờ có cái tâm mong mỏi trong cái điều ác, bởi vì làm cái thường cận y duy như vậy nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cái sự đau khổ lâu dài. Những vị hành giả chúng ta tu tập cũng vậy. Hôm nào mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta bị hôn trầm, bị buồn ngủ, chúng ta phải thấy đó là một cái ác pháp nguy hiểm, chúng ta phải chặn đứng nó lại. Chúng ta đừng để cho lúc nào cũng vậy, hễ hành thiền là buồn ngủ, hành thiền là buồn ngủ. Lâu ngày nó trở thành cái thói quen, nó tiêm nhiễm, là lúc sau này chúng ta chữa trị không được. Và nhất là trong cái dòng sanh tử luân hồi, chúng ta rất có thể bị tiêm nhiễm bởi những ác pháp mà chúng ta đã lâu ngày chúng ta tồn tại chất chứa. Cho nên khi mà đời sau chúng ta sanh ra nhầm cái lúc, dầu cho có gặp Phật ra đời đi nữa, chúng ta cũng khó mà giải thoát được. Ở đây có hạng hành giả tu tập vất vả và đắc quả chậm, có những hạng hành giả hành đạo vất vả
đắc quả nhanh. Có những vị hành giả hành đạo thoải mái đắc quả chậm, có những vị hành giả hành đạo thoải mái đắc quả nhanh. Thì ở đây trong chú giải giải thích gọi là dukkha patipada, chúng sinh mà hành đạo khổ sở. Khổ sở là như thế nào? Tức là họ ngồi, họ bị tê chân, tê tai, họ đau nhức khớp xương, hoặc là họ bị đau cột sống. Bình thường đi ra ngoài đi chơi thì không có bị cái gì, nhưng mà lúc ngồi thiền thì bị đau đớn chỗ này, đau đớn chỗ kia. Rồi chưa nữa, tức là lúc bình thường ở bên ngoài thì tỉnh táo, nhưng mà khi ngồi lại để hành thiền thì ngủ gục, bị hôn trầm chi phối. Những cái đó là do ảnh hưởng cái gì? Do ảnh hưởng chúng sanh đó nặng về ác pháp phiền não trong quá khứ, quá nặng về tham, về sân, về si, cho nên bây giờ hành đạo vất vả như vậy. Thế cho nên ác pháp á, chúng ta đừng có làm tiếp tục, và đừng bao giờ chúng ta ước muốn trong cái ác pháp. Rồi bây giờ chúng ta nói đến bài kệ thứ hai đó, là Đức Phật Ngài dạy cái ý nghĩa là nếu người đã làm thiện hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tích thiện tất an lạc. Một lần đó tôn giả Mahakassapa Ngài xả thiền diệt xong cái Ngài đi khất thực, Ngài quán xét coi cái những người nào hữu duyên với Ngài, Ngài tiếp độ. Thì Ngài thấy cái người, một cái cô gái giữ ruộng lúa mì và thức ăn của cô ta chỉ là những cái hạt lúa sali rang lên thành cốm. Rồi cô ta khi mà trông thấy tôn giả Xá Lợi Phất đang đi khất thực, tôn giả Mahakassapa đi khất thực, thì cô ta đã dừng tay lại, cô ta bước lên bờ ruộng để xớt bát cho Ngài những cái cốm rang đó. Thì khi mà cô ta làm phước xong, cô ta hoan hỷ. Trong cái niềm hoan hỷ đó, cô ta đi dọn cỏ ở bờ ruộng lúa mì của cô ta. Cô ta bị rắn cắn chết, sanh về cõi trời. Thì khi sanh lời cõi trời, thiên tử La Cha, tức là cái cô thiên nữ đó, cái cô tín nữ mà cúng dường cơm rang đến Ngài đó, cô ta mới quán xét do cái phước gì mà ta lên đây. Cô ta thấy rằng là chỉ có để bát một chén cơm rang thôi mà cô ta được sanh về cõi trời. Lúc đó thiên nữ này mới suy nghĩ, phước ta sanh lên đây quá mỏng manh, ít ỏi, vậy thì ta hãy xuống để làm phước thêm. Cô ta mới xuống với cõi người, đi vào trong tịnh thất, chung quanh tịnh thất của Ngài Mahakassapa. Cô ta mới quá hiện một cái chổi vào cái đồ xúc rác, cô ta quét rác chung quanh đó. Ngài Mahakassapa Ngài nghe cái tiếng quét lá, Ngài ngồi ở trong, Ngài hỏi ai đó, bạch Ngài, con là thiên nữ La Cha, mà mấy bữa trước còn con cúng dường cho Ngài cái bịch cốm rang nên sanh cõi trời, nay con muốn xuống dưới này để tạo thêm cái công đức phước báo. Thì Ngài nói rằng ta không cần người phục vụ này, thiên nữ, ngươi hãy rời khỏi cái trú xứ này, cái tịnh thất này, bởi vì
Nếu không thì các vị tỳ kheo khác, những vị pháp sư, họ thấy chung quanh ta có thi nữ đến để mà quét rác thì các vị đó sẽ chê trách, cho nên ngày đuổi ngày không cho quét. Thì nàng tiên nữ đó bay lên trên hư không và khóc năn nỉ. Lúc đó Đức Thế Tôn từ trong hương thất, ngài nghe cái tiếng khóc la của vị thiên nữ đó, ngài dùng thần thông ngài xuất hiện. Và vị thiên nữ đó đã trình bày với Đức Phật: con muốn tạo phước thêm vì cái phước của con ít ỏi quá, nhưng mà tôn giả Mahakassapa không cho. Đức Phật ngài mới an ủi, ngài nói rằng: con trai của Như Lai vì có cái hạnh đó, không muốn để cho người đời họ dị nghị, vậy thì ngươi hãy làm cái công việc, làm cái công đức khác đi. Tuy nhiên, một người có cái sự ước muốn làm cái điều thiện, tiếp tục sau khi đã làm thiện rồi thì người đó đáng được tán thán khen ngợi. Và Đức Thế Tôn ngài đã thuyết lên cái bài kệ thứ hai đó: nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tích thiện, tức an lạc. Một mặt thì Đức Phật ngài giải tỏa cho cô đừng có phiền muộn vì tôn giả Mahakassapa không cho phép phục vụ, nhưng một mặt thì Đức Phật ngài tán thán cái hành vi tạo phước thêm của nàng thiên nữ. Và thưa quý vị, bây giờ cái điều mà chúng ta muốn nói ở đây đó, tức là ở trong cuộc sống của chúng ta là một người tu tập, khi mà Phật tử của chúng ta đi chùa làm phước, ngày mùng 1 Tết chúng ta đã làm phước rồi, nhưng mà đến cái ngày mùng 2 chúng ta nghe tin rằng ở đây chư tăng tụ họp về và các vị tu nữ tụ họp về, có cơ hội làm phước nữa, thì chúng ta hoan hỷ, chúng ta tiếp tục chúng ta đi làm. Rồi thưa quý vị, ngày mai, ngày mốt, hay là đến rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan hay lễ Dân Y, rằm chín, mùa Dân Y Ca Thi Na tháng chín, chúng ta nghe tin có cái cuộc lễ làm phước, chúng ta vẫn tiếp tục đi làm nữa. Đó là cái trường hợp mà một người Phật tử thật sự có niềm tin và thật sự mong mỏi phước báo, cho nên đã làm phước rồi chúng ta tiếp tục làm thêm. Cuộc đời của chúng tôi dám khuyến khích người Phật tử chúng ta như vậy là bởi vì bản thân chúng tôi cũng vậy, chúng tôi thích làm phước, có dịp là chúng ta làm phước. Mà trong cái làm phước đó gồm cả cái chuyện mà đi thuyết pháp, dạy học, dịch kinh, soạn sách, in kinh, chúng tôi vẫn tiếp tục lòng hoài. Trong những ngày xuân, ngày Tết, giờ nào bận rộn đi thuyết pháp thì đi, nhưng mà giờ nào rảnh là chúng tôi ngồi lại, là chúng tôi cầm cái viết lên là chúng tôi bắt đầu biên chép. Chúng tôi không có để cái thời gian trống, bởi vì nó thành cái thói quen. Và chúng tôi biết quá rõ là bây giờ chúng ta chưa có đắc A-la-hán, những phận sự cần phải làm là thiện pháp chúng ta chưa làm xong, chưa hoàn tất. Kẻ phàm phu chúng ta gọi là một người chưa hoàn tất cái cuộc hành trình, nghĩa là chưa đến đích, chúng ta còn dông rủi ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên chúng ta phải tiếp tục để chúng ta làm hoài, làm hoài, làm hoài. Nhưng mà tất nhiên cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta đi làm phước đó,
Nó cũng có hai trường hợp, tức là có người trong lúc họ tu tập hiện tại khổ mà tương lai thì an lạc. Tức là khi mà chúng ta làm phước, chúng ta tu tập, có đôi lúc là chúng ta cũng phải chịu khổ ải lắm, chứ không phải, không phải chúng ta tu tập làm phước hay là giữ giới hay hành thiền mà lúc nào chúng ta cũng sung sướng đâu. Có đôi khi đó thưa quý vị, chúng ta ngồi chúng ta phải bị đau cột sống, chúng ta đau chân, chúng ta bị bệnh về tim, bị gan vân vân. Nhưng mà không sao cả, chúng ta cứ nghĩ rằng hiện tại khổ tương lai lạc. Còn cái trường hợp mà chúng sanh tạo phước á, hay là tu tập hiện tại lạc mà tương lai cũng lạc, đó là chúng sanh nhanh chóng đắc được đạo quả. Việc nó làm họ đã làm, cho nên chỉ trong phút chốc là họ đắc đạo quả rồi, thì họ đâu có cái gì phải khổ ải. Còn khi mà chúng ta chưa có đắc được đạo quả thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải chịu cái trường hợp đó. Quý vị cẩn thận, cũng giống như khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta uống thuốc. Có những trường hợp chúng ta uống thuốc vào nó cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Nhưng mà có những cái loại thuốc đó thưa quý vị, cái loại bệnh đó, chúng ta uống thuốc hay chúng ta tiêm thuốc vào trong cơ thể chúng ta, nó bị hành, nó làm cho chúng ta bị sốt, hay là nó làm cho chúng ta bị ngứa ngáy, hoặc là làm cho chúng ta ăn không được ngon, ngủ không thẳng giấc vân vân. Thì mấy trường hợp đó chúng ta cũng phải nhớ thiện pháp chúng ta làm, tu tập cũng vậy. Nhưng chúng ta nhớ một điều là hễ mà chúng ta tích lũy phước báo thì bao giờ cũng đưa đến sự an lạc. Chúng ta cứ yên tâm mà chúng ta tu tập. Ở đây trong cái việc tu tập của chúng ta đó, trong cái việc mà chúng ta đi làm phước đó, thứ nhất là chúng ta phải chọn cho mình một cái hướng đi, hay là một cái cuộc hành trình, một cái tiến trình của chúng ta là chúng ta phải chọn. Chúng sanh ở đời nó có bốn cái hướng đi. Có người đang ở chỗ tối hướng đến chỗ tối, có người ở chỗ tối hướng đến sáng, có người ở chỗ sáng hướng đến chỗ tối, có người ở chỗ sáng hướng đến chỗ sáng. Đức Phật ngài dạy như vậy trong Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya. Cái hạng chúng sanh mà Tammo Tamma Prajano, từ chỗ tối đến chỗ tối là cái hướng đi của chúng sanh đó là một cái hướng đi hoàn toàn bị thất bại. Tức là họ sanh ra ở đời, họ ở trong cái hoàn cảnh bất hạnh rồi, nghèo khổ, thân tướng bệnh hoạn, mồ côi cha mẹ, hoặc là gia đình ly tán, đã sống trong cái sự bất hạnh đó mà họ lại tiếp tục tạo các ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý nữa. Thì như vậy người này là đang từ chỗ tối mà họ sẽ hành trình đến chỗ tối, đến bóng tối, tức là họ bị bất hạnh trong tương lai. Còn cái hạng người thứ hai đó, cái tiến trình của họ là từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, Tammo Jyotiparayano, tức là họ sanh ra ở trong một cái hoàn cảnh bất hạnh, nghèo khổ, bệnh tật, và mất tình thương cha mẹ quyến thuộc. Nhưng mà người này vượt lên bằng tất cả
cái niềm tin đối với Phật pháp, và người này dùng cái trí tuệ để suy nghĩ và cố gắng tu tập những cái thiện pháp, tạo những cái phước báo, thì người đó ngay trong hiện tại khổ nhưng mà tương lai sẽ được an lạc, thì như vậy được gọi là người ở trong bóng tối hướng đến ánh sáng. Nhưng cái hành trình này thì cũng tốt đó, cái hành trình này tốt. Còn bây giờ cái có một cái cuộc hành trình đó là có những người từ ở trong ánh sáng mà họ đi đến cái bóng tối. Chô tí tâm bộ tâm áp parayano, tức là một người sanh ra ở đời được nhờ cái phước cũ họ may mắn, họ có được những cái tài sản cha mẹ để lại, họ có được tình thương của cha mẹ, tình thương của quý thuộc, họ có cái thân tướng khỏe mạnh, nhưng mà họ đắm nhiễm, họ dễ vui, họ chìm vào trong trụy lạc, họ không có hướng đến cái việc tu hành, không có hướng đến cái việc mà tạo phước, tạo các cái công đức, họ không có tu tâm dưỡng tánh. Cho nên những người này dần dần cuối cuộc đời của họ là đi vào trong bóng tối, nghĩa là họ chịu sự đau khổ, để rồi khi mà họ chết họ cũng phải tái sanh vào những cái cảnh giới khổ đau. Thì chúng ta phải hiểu cái hành trình đó là cái hành trình mà chúng ta không nên. Còn cái hành trình mà từ chỗ sáng đến chỗ sáng, tức là một người sanh ra may mắn ở trong một gia đình giàu có, thân tướng được khỏe mạnh, được tình thương của quyến thuộc đầy đủ, rồi người này lại có niềm tin Phật pháp, sớm nhận thức được cái điều lành, cho nên họ làm các việc lành, họ bây giờ họ được an lạc mà đời sau họ cũng được an lạc. Thì những cái cuộc hành trình đó, đừng nói chi là đời sau, chúng ta thấy ở trong cuộc sống này có những người hồi còn trẻ thì ăn nên làm ra giàu có, nhưng mà tới tuổi bị già thì họ sạt nghiệp, họ phải rơi vào cái hoàn cảnh khốn đốn. Đó là cái hành trình của họ, là từ chỗ sáng đến chỗ tối. Còn có những người thì họ hành trình từ chỗ sáng đến chỗ sáng. Chúng ta phải tự lựa chọn cái cuộc hành trình cho mình. Cho nên những cái việc thiện mà chúng ta đã làm thì chúng ta phải tiếp tục làm thêm. Chúng ta luôn luôn hãy ước muốn điều thiện, bởi vì khi mà chúng ta an trú trong cái điều thiện đó, thì cho dù hiện tại chúng ta ở trong bóng tối hay là ở trong ánh sáng, thì chúng ta cũng hướng đến ánh sáng trong tương lai. Chúng ta cứ làm như bởi đây trong cái việc tu tập á, bậc xuất gia của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái cuộc hành trình hướng đến ánh sáng trong tương lai. Đó là chúng ta tu làm sao mà chúng ta cứ thành tựu. Bây giờ chúng ta mới một hạ, 3 năm sau chúng ta được 3 hạ, 10 năm sau được 10 hạ, rồi lên làm thượng tọa, lên làm hòa thượng. Chúng ta phải có sự thành tựu đáng kể ở trong cái pháp học. Rồi pháp hành cũng vậy, bây giờ chúng ta mới tập tễnh hành thiền, nhưng mà lâu năm chúng ta hành thiền, kinh nghiệm già dặn ở trong cái pháp thiền, có thể là chúng ta đạt đến thiền định và thần thông, hay là chúng ta đạt đến đạo quả, thì cái đó là thành tựu. Thì như vậy đó là người từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng. Người Phật tử cũng chân, chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải tu tập như thế nào đó. Có những người khi họ mới vào chùa, họ quy Tam Bảo thì mặt mày họ tối hù thôi, nhưng họ đi chùa, họ nghe pháp, họ làm công quả tạo phước đức một thời gian, cái gương mặt họ sáng lên và cái đời sống của họ khá lên. Cũng như cái chuyện mà
ở tại thành Sa Quách Thi, có cái nhóm thị nam đó đi buôn. Họ đi buôn, hồi xưa bên Ấn Độ người ta đi buôn đó thưa quý vị, người ta đem hàng hóa từ chỗ này đi đến chỗ làng kia người ta bán, rồi đi đến ở chỗ cái xứ kia họ mua vào những cái đặc sản của bên đó người ta về bên đây người ta bán. Cách đây 2 năm thì cái nhóm thị nam này đó, họ đi đến cái ngôi làng của những người Chia Đà La, là cái làng của những người nô lệ. Thì họ đi đến đó họ thấy nhà cửa lụp xụp, dơ bẩn, rách nát, và những con người nô lệ đó đó, mặt mày của họ nó tối om, không có một chút gì là sinh khí tươi sáng. Nhưng mà 2 năm sau thì họ trở lại thấy khác. Nhà cửa của những người này, cái làng của những người nô lệ đó, nó khang trang, nó sạch sẽ, và con người lúc nào cũng tươi tắn. Cái họ lấy làm lạ, họ hỏi vậy chứ. Thưa các bạn, 2 năm trước tôi có đi ngang qua đây để mà buôn bán, tôi thấy ngôi làng của các bạn nhớp nháp, bẩn thỉu, mà các bạn là những người bần hàn, mà sao bây giờ thấy các bạn như vậy, các bạn tươi tắn hơn, cái ngôi làng đẹp đẽ hơn, ngoạn mục hơn. Thì những người dân ở trong làng họ nói rằng các ông không biết, cách đây 1 năm Đức Thế Tôn ngài đi du hành ghé ngang qua cái ngôi làng của chúng tôi, ngài đã thuyết pháp và dạy cho chúng tôi. Chúng tôi ý thức được cái điều thiện và chúng tôi sống, bắt đầu cải thiện lại cái đời sống về vật chất và tinh thần. Chúng tôi không còn mặc cảm mình là những người ở trong cái gia cấp nô lệ nữa, và chúng tôi chỉnh chu lại cái cuộc sống của mình về nhà ở, về y phục mặc, và tinh thần của chúng tôi là chúng tôi sống an trú trong thiện pháp, cho nên bây giờ mới có cái tinh thần thoải mái như vậy. Thì lúc bây giờ những người thương buôn đó họ mới thú thật, họ mới nói thú thật với các bạn, chúng tôi cũng là đệ tử của Đức Phật, cho nên bây giờ thấy như vậy chúng tôi rất là hoan hỷ. Thì kể từ nay chúng ta hãy giao lưu với nhau, bởi vì là đồng phạm hạnh. Rồi những người đó, những người thương buôn đó, họ buôn bán ở đó xong rồi họ trở về Sa Quách Thi, họ thuật lại cho Đức Phật nghe. Quả thật như vậy thưa quý vị. Cái đời sống của chúng ta, chúng ta được hanh thông hay không là do nơi tự mình chọn cho mình một cái hướng đi. Và khi mà chúng ta có một hướng đi chân chính đó, thì chúng ta sẽ có cái sự tốt đẹp. Natang mata pita kajira anye wabit chanyataka sama pani tang chitang sayisunang tatokare. Một điều mà mẹ cha và bà con không ai làm gì được, đó là khi mà cái tâm mình hướng chánh, khí sở hành tốt đẹp. Bởi vậy cho nên đó, chúng ta phải nghe pháp thường xuyên để chúng ta hiểu, và chúng ta cố gắng tu tập, chúng ta tự rút mình ra khỏi cái bóng tối, đó là chúng ta chọn cái hướng đi tốt đẹp. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải có cái đích đến. Cái đích đến của chúng ta là gì? Cái mục đích tu tập của chúng ta là cái sự giải thoát. Vì chúng ta sống ở trong cái cuộc sống này thưa quý vị, trải qua cái cuộc luân hồi, nếu mà sanh làm phạm thiên, chư thiên hay là sanh cõi người thì chúng ta được hạnh phúc, được an lạc chút. Nhưng mà nếu mà chúng ta lỡ rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula thì chúng ta đau khổ lâu dài.
bất hạnh lắm. Cho nên cái việc mà chúng ta làm phước tu thiền đó, cái mục đích của chúng ta là nên nhắm đến niết bàn. Idang mi puññang nibbana sappajjayo hotu. Chúng ta làm phước gì chúng ta cũng phải nguyện làm duyên đến niết bàn. Chúng ta đừng có dừng lại ở giữa chừng. Người mà làm phước á, mà có cái tâm nhàm chán cái sự luân hồi và nguyện đến niết bàn, cái thiện phước đó gọi là Panitang Kusalang, tức là cái pháp thiện thù thắng. Còn người mà làm phước mục đích để được sanh về cõi trời, sẽ là người có tài sản chư thiên, tài sản nhân loại, thì chỉ là cái thiện pháp bậc trung, Machimang Kusalang thôi. Còn người làm phước bị lệ thuộc bởi những cái phiền não, như là làm phước muốn cho người ta khen ngợi mình, hoặc là có những người mà họ có tiền nhiều quá, bây giờ không biết làm gì, họ muốn quảng cáo cái sản phẩm của họ, cho nên họ bỏ tiền ra để họ làm việc từ thiện chỗ này chỗ kia, là mục đích làm phước đó là để quảng cáo cái thương hiệu, hay là làm phước để được người ta ca ngợi, người ta tán thán, thì làm phước mà bị lệ thuộc bởi ái và tà kiến, thì như vậy cái sự làm phước đó đó gọi là hy ná của sa lăng, tức là thấp kém. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta nhớ nguyện vậy. Trên đường đi đến cái đích giải thoát thì tất nhiên là chúng ta vẫn còn sanh tử luân hồi, thì do nhờ cái phước này hỗ trợ chúng ta đi đến cõi người hay đến cõi trời, thì đó là chỉ cái trạm dừng chân thôi thưa quý vị. Đây lên trên thành phố, cái đích đến của chúng ta là thành phố Sài Gòn, nhưng mà đây lên trên thành phố, trên đường cao tốc người ta ghé cho chúng ta cái trạm dừng chân Châu Thành để chúng ta đi xuống xe chút cho nó thoải mái, thì chúng ta đừng nghĩ rằng cái trạm xăng Long Thành đó là cái đích đến của chúng ta, cái đó chỉ là trạm dừng chân, còn cái đích đến của chúng ta là thành phố Sài Gòn. Cũng vậy, chúng ta tu tập cái đích đến của chúng ta là niết bàn, là quả vị A La Hán. Còn khi mà chúng ta làm phước mà được sanh cõi trời, sanh cõi phạm thiên hay sanh cõi người, để chúng ta tránh khỏi bốn đường ác đạo, không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ưu tô la, thì cõi trời, cõi người, cõi phạm thiên đó là cái điểm dừng chân của chúng ta thôi. Quý vị nhớ rõ, xác định rõ ràng cái mục đích của chúng ta. Rồi bây giờ khi chúng ta có hướng đi, chúng ta có đích đến, bây giờ chúng ta phải tạo cho mình một cái hành trang. Cái hành trang ở đây tức là cái thiện pháp. Bởi Đức Phật ngài dạy rằng Punyani paralokasmin patitha hotipani năng, phước báo là cái chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai. Và Đức Phật ngài còn dạy thêm rằng ở trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, trong một căn nhà bị cháy, những cái tài sản, những cái vật dụng gì được cứu ra khỏi căn nhà mà còn nguyên vẹn không bị cháy, thì chỉ có cái vật dụng còn nguyên vẹn đó mới là lợi ích cho người gia chủ. Cũng vậy, cái thân sanh tử này, cái thân ngũ uẩn này nó bị già cháy, nó bị bệnh đốt cháy, nó bị chết đốt cháy. Khi thân ngũ uẩn này nó tan rã đó, thì tài sản, vật chất, ruộng đất, nhà cửa, thân và quý thuộc của chúng ta phải bỏ lại, cũng bị cháy theo. Chỉ có cái gì mà chúng ta đã làm phước thì cái đó còn ở mình. Thí dụ như bây giờ chúng ta có
100.000 ở trong túi, chúng ta giữ kè kè đó, chúng ta ra đường chúng ta chết rồi đó, thì người ta đến người ta lục soát ở trong túi áo của chúng ta, ta thấy 100.000 người ta lấy, người ta lụm đi, nó không có lợi gì cho mình hết mà để lại cho người khác sai. Nhưng mà nếu 100.000 đó chúng ta đi làm phước, chúng ta lỡ chúng ta có chết thì cái phước đó là tài sản hành trang của chúng ta. Chúng ta phải là cái người khôn ngoan. Là bây giờ chúng ta phải lo, chúng ta làm hành trang trước cho mình. Sư nói thiệt quý vị là cái gì của chùa sư không có gì sơ tới. Nhưng mà hệ cái gì mà lợi lộc mà phát sanh đến rồi sư đi làm phước hết. Bởi sư biết là sư sống không lâu nữa, thì lúc đó sư có hành trang đem theo. Chứ còn để lại mai mốt cái vị trụ trì kế nhiệm họ lấy họ xài hết. Họ lâu lâu họ mới làm phước, họ cúng dỗ lần, cái họ họ hướng cho mình thì là cũng như không. Thôi bây giờ mình làm phước rồi để mình cầu siêu cho mình trước đi. Cho nên người Phật tử chúng ta cũng vậy. Nói cho cùng bữa nay mùng 2 chứ không phải mùng 1 đâu. Sư nói vậy quý vị đừng có nghĩ rằng là đầu năm đầu sáng nói xui rủi không phải. Nhưng mà đó thực tế vậy. Cho nên đó, người Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta tích lũy điều thiện. Một là chúng ta phải hoạch định cho mình cái hướng đi chân chính, hướng đi tốt đẹp. Hai là cái mục đích chúng ta, đích đến của chúng ta phải là hoàn hảo, là niết bàn. Và thứ ba là chúng ta phải lo chuẩn bị cái tư lương hành trang đem theo trong ngày vị lai. Thì hôm nay đó, trong dịp mùng 2 Tết, sư xin gửi đến toàn thể chư tăng, quý tu nữ, quý Phật tử chúng ta bài pháp với nội dung như vậy. Và mong rằng những cái phước báo nào mà chúng ta đã tạo được từ hôm mùng 1 ngày hôm qua đến hôm nay, phước báo đó sẽ thành tựu cho chúng ta cái sự an khang thịnh vượng trong suốt cả năm. Và đó là hành trang giúp cho chúng ta được cái sự an lạc ở trong dòng sanh tử luân hồi, cũng như giúp cho chúng ta làm duyên đạt đến niết bàn giải thoát. Xin hồi hướng phước này đến tất cả chư thiên, tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài được sẽ vui tiến hóa y dĩ nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.